Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Sáng ngày 22 tháng 11, nguồn tin từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là anh NTT, 27 tuổi, trú tại xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tối 21 tháng 11, anh NTT đến quán tạp hóa gần nhà mua ba lon bia, rồi ra đường dây tuyến đường sắt Bắc Nam ngồi nhậu. Cùng lúc này, tàu hòa SE6 trên hành trình hướng Nam Bắc khi đi đến địa phận xã Hàm Chính đã tông vào anh T, khiến anh tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Hàm Thuận Bắc đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận trên đường dây có ba lon bia dựng đứng, trong đó có hai lon đã khui. Một lãnh đạo trong ngành đường sắt đóng tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi xảy ra tai nạn, tàu SE6 phải dừng lại một thời gian khoảng 20 phút để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết vụ việc, sau đó mới tiếp tục hành trình. Trong một vài năm trở lại đây, rất nhiều vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra liên tiếp, để lại những hậu quả hết sức nặng nề, nhất là các điểm giao cắt giữa đường sắt với đường bộ. Nhiều tuyến đường ngang giao với đường sắt do không có cần gác chắn nên thường xuyên xảy ra tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, có các tròn hay không, thì ý thức của người tham gia giao thông, thông vẫn là quan trọng nhất.